Chim sẻ Gundian là những con chim hào nhoáng, sở hữu vẻ ngoài rực rỡ vô cùng bắt mắt. Có nguồn gốc từ Australia, chim sẻ Gundian còn gây ấn tượng bởi cùng một họ nhưng chúng có tới 3 biến thể màu khác biệt. Các cá thể trưởng thành của loài chim này dài khoảng 14cm, có màu xanh lá cây trên lưng, màu tím ở ngực, màu đỏ hoặc đen ở đầu và màu vàng ở bụng. Phần còn lại của cơ thể, bộ cánh của chim sẻ Gundian pha trộn đủ các màu sắc tươi sáng như ngọc lam, tím, xanh dương, vàng, xanh lá cây. Bộ lông vô cùng rực rỡ khiến chim sẻ Gundian như được nhuộm màu bởi cầu vồng. Đây cũng là lý do chúng có một tên gọi khác là chim sẻ cầu vồng. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Sheffield ở Anh và phòng thí nghiệm điều học Cornell vô cùng tò mò về các biến thể của chim sẻ Gundian và họ đã tiến hành nghiên cứu quá trình tiến hóa đằng sau những màu sắc này. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, những con chim sẻ Gundian đầu đỏ dường như có lợi thế hơn hẳn. Không chỉ thế, sẻ Gundian đầu đỏ cũng chiếm ưu thế hơn trong hệ thống phân cấp xã hội là họ hàng gần của các loài chim di chim sẻ gundian có tập tính ăn hạt giống cỏ dại bằng cách dùng chiếc mỏ có hình dáng đặc trưng để nhằn vỏ hạt ra ngoài do màu sắc đẹp mà loài chim cầu vồng này đã trở thành sinh vật cảnh được ưa chuộng trên toàn thế giới một số số lượng lớn chim sẻ gundian đã được nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt loài chim này đang phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên do sự săn bắt của con người suy thoái môi trường sống sự xâm lấn của động vật ngoại lai theo ước tính số lượng chim sẻ gundian trong tự nhiên chỉ còn khoảng vài ngàn và đang có xu hướng giảm để ngăn chặn đà tiêu vong của loài chim này một chương trình bảo tồn đã được tiến hành